Hello toàn thể anh em nha. Thì hôm nay Lý lại tiếp tục lên đây để chia sẻ cho anh em kinh nghiệm để làm sao có thể chế được một cái ống bô độ đấy để lên một con dòng xe của anh em đang đi, hoặc là những cái dòng xe giả sử như hôm nay là con dòng xe Fuse 125 nha anh em ạ. Đấy thì hôm nay thì là mình cũng có một em khách đến đây để độ một cơ số đồ. Thì hiện tại bây giờ mình cũng đã độ được một cơ số đồ lên rồi đấy, thì bây giờ là còn một cái ống bô nữa nhưng mà mình cũng chưa thiết kế được lên. Nhưng nhân tiện đây thì cũng có con xe Fuse này thì mình cũng làm luôn một cái clip để chia sẻ cho các anh em đấy. Bởi vì anh em nhá, thì những cái dòng US110 hoặc là dòng USM thì anh em mình đến các cửa hàng độ thì đều có các cái cổ bô sẵn để cho các anh em có thể đấu vào đầu của cái đầu bò luôn nhá. Đấy, đấu cái cổ vào cái đầu bò luôn. Thế nhưng mà như dòng Fuse này thì cái cổ của nó rất là khác anh em ạ. Hiện tại Lý nhập là chưa có, Lý hỏi các cửa hàng lớn của Lý nhập đồ là chưa có, nhưng đấy, còn ở các nơi các shop khác có hay không có thì anh em cũng nên xem và tư vấn. Đấy, còn bây giờ mình sẽ lấy một cái cổ bô của dòng xe Jim thì mình xem rồi thì nó cũng tương đối là gần chuẩn. Thì bây giờ Lý sẽ thiết kế để làm sao có thể vừa với cái cổ cái đầu bò đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai làm sao để nắn nót chế cháo để làm sao cho nó vừa vặn vào với cái dòng xe Fuse 125 này nha, để cho nó bắt vào những cái vị trí ốc làm sao cho nó chuẩn và hợp lý anh em nha. Rồi ok, bây giờ anh em hãy đi theo Lý, bây giờ Lý cũng không nói nhiều nữa. Tại đây anh em đây, con Fuse 125 nha. Đấy. Thì bây giờ ấy Lý sẽ lấy một cái cổ bô này anh em này. Cổ bô của dòng xe Jim nhá. Đấy, bô độ của xe Jim hoặc là xe UEA để có thể chế lên con Fuse này nhá. Thì anh em xem đây. Thì cái cổ này này thì nó vẫn vừa thôi, nhưng cái tay bắt này nó sẽ lệch này. Đấy. Và cái vị trí lắp đặt đấy thì tí nó sẽ bị sai lệch đi một chút. Đâm ra tí là Lý phải làm sao để nắn nót lại nhá. Rồi. Thì trước tiên anh em hãy chuẩn bị cho Lý một cái khò ga như này là cái thứ nhất. Cái thứ hai máy cắt đấy. Và hôm nay mình chế cái bô độ này ấy, là cái ống ở đằng sau ấy anh em ạ. Đấy, cái này là tên của nó là Leo Vision nha anh em nha. Đấy, cái này nói chung là rất là nhiều các anh em dân chơi nó điều kiện còn eo hẹp hẹp hoặc là chưa có điều kiện lắm thì anh em mình chơi tạm cái này rất là hay. Còn nếu anh em có điều kiện hơn nữa thì anh em dùng các cái bô hơi đấy, bô titan các thứ ấy, thì cho hoành tráng vào chất nhá. Thôi đến bây giờ là Lý sẽ thiết kế để làm sao để lắp lên được con xe Fuse này đã. Rồi anh em hãy theo Lý nhá. Đây, thế thì cái trước tiên anh em muốn lắp được cái cổ bô này lên cái đầu bò con xe Fuse 125 này nhá. Đấy thì anh em phải làm sao thiết kế cắt cho Lý lấy cái khuy này này, đấy cái khuy để bắt lên đầu bò ấy, anh em phải lấy máy cắt anh em xẻ thành hai rãnh. Đấy, để cho nó tạo thành cái lỗ to hơn để thì lúc đấy anh em mình có thể bắt được lên cái đầu bò nha anh em nhá. Đây, cả hai bên Lý đã cắt hết rồi, bây giờ thì sẽ thiết kế lắp lên đầu bò nhá. Anh em lại tiếp tục theo Lý để Lý lắp lên nhá, để anh em cùng chiêm ngưỡng và xem. Rồi, thế bây giờ anh em muốn thiết kế được cái ống bô độ này lên con xe Fuse 125 nhá thì anh em phải dùng máy khò anh em nắn. Đấy, khi anh em mình dùng máy khò nắn ấy thì nó sẽ sinh ra nhiệt và nó sẽ hay bị chảy cái cánh yếm nhá. Đấy, thì bây giờ anh em mình này phải tháo cánh yếm ra, hiện tại Lý đã tháo ra rồi, bây giờ Lý sẽ khò để một lúc nữa Lý sẽ nắn lên để cho các anh em cùng xem nhé. Thì hiện tại bây giờ cái cổ bô anh em mình lắp này nó rất là thấp này anh em này, đấy nó rất là thấp nhá, đây nó thấp xuống tận gần đất này. Thì bây giờ mình làm sao anh em mình phải khò vào đây để anh em mình cầm vào đây anh em mình vít lên nhá. Đấy, thì lúc đó anh em mình mới cho vào được qua dưới của cái cần phanh này thì anh em mình mới lại thiết kế được bước thứ hai nhá. Rồi ok, anh em lại tiếp tục theo Lý để Lý sẽ hướng dẫn tiếp cho anh em. Đây anh em xem đây, hiện tại bây giờ Lý đang đang khò cái cổ bô độ này nhá. Đấy, anh em mình khò nóng lên như này thì lúc đó anh em mình sẽ vít lên. Hiện tại bây giờ Lý sẽ vít lên cho anh em xem này. Đó. Anh em mình vít dần lên làm sao để cho ăn khớp được với cái cần phanh này nhất có thể nhá. Anh em khò cái đoạn trên này trước này anh em này. Đấy.
khò cái đoạn ở gần cổ bô này nhất. Anh em khò đoạn này trước, xong anh em mới khò đoạn dưới này để làm sao cho nó co dần lên. Chứ anh em mà khò nguyên một chỗ này, anh em mình mà bẻ lên nó sẽ co bóp lại hết nhá. Thì trong khi đó là bô nó sẽ bị bí nha anh em nha. Thì bây giờ Lý đã thiết kế được lên cái xe của con Phil Meo này nha, và luồn qua được cái dàn để chân nha. Thì cái khâu quan trọng để anh em có thể làm được chuẩn hay không ấy là ở đoạn này anh em này. Thì anh em phải cho cái ống cổ bô chạy qua đây. Đấy. Rồi anh em mới cho dàn để chân lên này. Thì hiện tại ấy, anh em cho dàn để chân lên ấy, thì cái ống xả này này, cái ống bô này nó vẫn còn đang bị thấp xuống. Thì cái chỗ bắt ốc ở dưới dàn để chân này của anh em mình này, thì hiện tại là nó đang bị hở nhá. Thì bây giờ anh em máy vặn 4 con ốc vào. Đấy, anh em vặn 4 con ốc vào xong anh em mình bắn súng chật lên để làm sao nó vít được cái ống xả này lên này. Đấy, nó vít cái ống xả này lên. Thì xong đó tiếp tục anh em mới nắn cái đoạn này nhá. Anh em mới nắn cái đoạn đằng sau này xuống này. Đấy, cái đoạn cổ bô đằng sau này xuống. Bây giờ Lý sẽ bắn trực tiếp, anh Lý sẽ bắn cái dàn để chân nha. Trước tiên anh em vặn chật cái ống cổ bô ở đằng đầu bò của con xe Phil này vào đã, để cho nó cố định đã. Không thì anh em mình bẻ nó sẽ lệch thì nó sẽ bị hở và sẽ không kín nha anh em nha. Rồi em sang nghiêng xe cho anh bắt. Rồi đó, bây giờ nó đang vướng vào cái chân cần khởi động này. Rồi đến được anh em mình bắt được đến tầm này ấy, bây giờ anh em lại lấy máy khò, anh em khò để anh em nắn cái đoạn gần cái chỗ ống xả xuống nhá. À, gần cái chỗ cần khởi động này nha anh em nha. Đấy, anh em khò luôn vào cái đoạn ở gần cái chỗ dàn để chân này anh em này. Thì để tránh tình trạng mình khò vào gần đây thì nó sẽ bị chảy lớp nhựa này nha anh em nha. Đấy, anh em hãy xem thao tác của Lý khò như nào, thì tới đây anh em nếu mà muốn chế con Phil 125 này thì anh em hãy làm theo cách của Lý nha, hoặc là bất kỳ một cách nào của các YouTuber khác. Đây thì hiện tại Lý đang khò nóng cái ống bô ở gần cái chỗ cần khởi động này nha. Bây giờ anh em lấy tay anh em thiết kế anh em bẻ này. Hiện tại anh em cầm vào đây này. Đấy, anh em cầm vào đây anh em bẻ xuống này. Nó rất là cứng đấy. Đó, anh em bẻ làm sao ấy tầm vừa là được. Rồi, mình nhìn thấy tầm này là cũng thấy ok rồi đấy anh em ạ. Đó, bây giờ anh em chỉ cần bắt vào nữa là xong thôi. Đấy, cái khâu quan trọng anh em mình nên lưu ý nhá. Bởi vì là nhiều lúc quay thì cũng không thể rõ nét được cho anh em. Nhưng mà anh em nhìn thì chắc anh em cũng có thể, anh em biết làm rồi. Thì hiện tại bây giờ Lý đã thiết kế lên con Phil 125 một cái cổ bô Leo Vision này nha anh em nha. Đấy, bây giờ Lý đã lắp được lên rồi. Bây giờ Lý sẽ test thử ba cái bô này để xem là cái nào sẽ nghe hay hơn và âm hơn, mà đặc biệt là hàm hầm hố hơn, giống như hổ nha anh em nha. Rất là nhiều người làm nhưng mà mình Lý cũng chưa làm video nào, Lý thử một lần xem như nào. Rồi, bây giờ trực tiếp Lý sẽ thử cái bô Leo Vision này trước để cho anh em cùng nhau nghe nha. BH vào thử để anh em xem tình nó như thế nào nhá. Và cái bô này mình nhìn thấy rất là thích này, bởi vì nó là titan anh em ạ. Rồi, ok.
Và tiếp đến cái bô thứ hai anh em. Bây giờ là Lý sẽ thử cái test một cái bô SC này để cho anh em cùng nghe xem nhá. Xem là nó có khác gì với cái bô của Leo Vision không nhá. Bởi vì là nghe nó rất là âm tiếng luôn. Và cái thứ hai nữa là nó được không qua cái bộ lọc nhá anh em nhá. Đây, nó thông thoát luôn. Đấy, đâm ra là nghe nó gào nó gầm rất là giống tiếng của mẹ hổ kêu. Đấy anh em nhá. Rồi đến tiếp tục cái bô thứ ba. Cái bô thứ ba này cũng giống luôn anh em nhá. Nhìn rất là chất luôn. Nó có những cái màng lọc không khí ở bên trong anh em ạ. Đấy, để Lý sẽ lại thử tiếp tục cái bô xem này. Xem cái bô này nó có khác gì không. Rồi anh em ạ. Rồi, nói chung là ba bô nó có mỗi một vẻ khác nhau anh em nhá. Con nào cũng hay cả, nhưng mà đối với các người chơi thì mỗi người thích một sở thích. Thế đâm ra là anh em nghe ba cái tiếng bô này, nếu mà thấy cái bô nào hay hợp lý anh em hãy inbox cho Lý nha, để Lý có thể tư vấn được cho các anh em. Còn cái bô thứ ba này mình nghe cũng thấy rất là chất. Nghe tiếng của nó hũ thì cũng rất là hay. Đấy, và tròn âm tiếng nữa. Rồi, cảm ơn các anh em. Nếu mà anh em thấy cái video nào video này của Lý hay thì anh em hãy like và chia sẻ. Rồi, thì hiện tại Lý đã thao tác lắp được toàn bộ bộ vỏ và ống bô lên rồi nhá. Đây, thế thì anh em hãy đến xem cái cách để Lý mà thiết kế để lắp cái ống xả lên nha, nó rất là khớp luôn. Rồi đây, anh em xem đây. Đấy, đây nha, hiện tại là Lý lắp rất là khớp luôn nha, mà nhìn nó rất là chất. Bởi vì nhìn anh em mình lắp nó phải cao thanh thoát lên trên này. Thì khi anh em mình nổ ấy, thì tiếng vang nó sẽ được dồn về đằng sau nhiều hơn và nó lên cao nha, nó không xuống đất nhá. Nếu mà nó xuống đất thì nó sẽ làm bụi anh em đi đằng sau. Đấy anh em nhá. Rồi đây anh em xem đây. Lý đã thiết kế để cho nó không chạm vào cái cần khởi động này. Đấy. Rồi bây giờ Lý sẽ test thử cho các anh em nghe nhá. Tiêu này ra thì trước tiên tháo cái ống tiêu này Lý sẽ nổ xem là có ống tiêu này nó nghe như nào, và khi mình tháo cái ống tiêu giảm thanh này ra nó như nào nhá. Hiện tại có cái ống tiêu giảm thanh này thì anh em mình nghe thì tiếng nó sẽ bị giảm bớt một phần, đâm ra là nghe nó cũng không được ngon lắm. Thì bây giờ Lý sẽ tháo hẳn cái ống tiêu ra để nghe xem nó như thế nào. Rồi bây giờ là Lý sẽ chạy thử trên đường nha, để xem là bà con có ai nói gì không nha. Rồi hiện tại Lý đã test rất là thành công anh em ạ. Thì anh em thấy cái video của Lý hay thì anh em hãy like và chia sẻ. Đặc biệt anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì anh em hãy đăng ký kênh nha, để ủng hộ kênh của Lý phát triển lâu dài hơn. Và anh em hãy nhấn nút chuông để có thể là tới đây theo dõi được những video mới nhất của Lý nha. Rồi chào anh em và hẹn anh em.